Những nội dung đáng chú ý trong bản tin trưa nay. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đã long trọng khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. Ông Lê Bạch Hồng, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng phạm thừa nhận khi cho vay vốn không thu hồi được đã gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng. Buông lỏng quản lý, dự án chậm 20 năm kéo theo vấn nạn xây dựng trái phép trong vùng dự án làng Đại học Đà Nẵng ngày càng phức tạp. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin trưa nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Cùng dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam và gần 999 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, đại hội lần này sẽ đánh giá việc thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội 8 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được tiến hành từ cơ sở. Việc thảo luận góp ý vào các nội dung văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội của 11.158 đơn vị cấp xã, 712 đơn vị cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, kinh tế xã hội đất nước còn nhiều khó khăn hạn chế, còn những vấn đề nhân dân chưa hài lòng, diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các thủ đoạn thâm độc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước, tăng cường sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng nay 19 tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức diễn đàn thường niên lần thứ 2 về cải cách và phát triển Việt Nam 2019 với chủ đề Việt Nam khát vọng thịnh vượng, ưu tiên và hành động. Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam là diễn đàn thường niên VRDF 2019 được tập trung thảo luận các vấn đề về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên hành động vì một Việt Nam thịnh vượng. Tại diễn đàn, các đối tác quốc tế khuyến nghị để kinh tế phát triển bền vững, Việt Nam cần khuyến khích, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Hiện Việt Nam đang có nghịch lý. Đầu tư nước ngoài rất lớn nhưng đầu tư trong nước thấp. Kinh tế Việt Nam muốn vươn lên thì cần hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển, nhất là phá vỡ các điểm nghẽn hiện nay. Theo nghiên cứu của các định chế tài chính thế giới, Việt Nam còn nhiều yếu kém trong thực thi hợp đồng, phá sản. Điều này ngăn trở sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ, hợp nhất cùng phát triển, trở thành những doanh nghiệp lớn hơn. Cũng theo các chuyên gia, hiện tính pháp quyền cao đang là một thế mạnh của Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục duy trì thế mạnh này, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực pháp quyền để thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào hỗ trợ kinh tế phát triển.
Thực hiện chương trình làm việc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét quyết định về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với ông Hồ Văn Năm, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe kể từ ngày 18 tháng 9. Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về chủ trương giao ông Bùi Xuân Thống, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho đến khi kiện toàn nhân sự trưởng đoàn mới. Tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1.700 tỷ đồng khi chỉ đạo cho vay vốn và không thu hồi được. Sáng nay trả lời Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, ông Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thừa nhận việc ký cho ALC2 vay do mới chuyển từ ngành lao động thương binh và xã hội sang. Việc cho vay không thuộc lĩnh vực phụ trách, nhưng do tin tưởng các ban báo cáo lên nên nghĩ họ đã làm tốt, nên chỉ yêu cầu kiểm tra lại cho an toàn và không yêu cầu gì thêm. Tương tự như vậy, trước cáo buộc ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC2 vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng. Ông Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, không có quan hệ gì với phía ALC2, nhưng do tin tưởng cấp dưới nên đã ký. Trong khi đó, trả lời Viện Kiểm sát, các bị cáo là cấp dưới của hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội cho rằng họ không bị ép buộc bởi cấp trên khi nhận hợp đồng về thẩm tra xác minh bên cho vay, sau đó chỉnh cấp trên. Về việc ALC2 không thuộc đối tượng cho vay theo luật Bảo hiểm xã hội, các bị cáo thừa nhận do cơ quan không ban hành quy trình nên chỉ tiếp nhận hồ sơ hợp đồng, không đối chiếu, mà theo chỉ đạo của cấp trên đem trình ký. Như bản tin tối ngày hôm qua, VTC1 đã đưa tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba, và em trai là ông Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc công ty, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tận 2 giờ sáng ngày hôm nay, việc khám xét mới được hoàn tất, lực lượng chức năng mới rút khỏi hiện trường. Từ đầu giờ chiều ngày 18 tháng 9, tại tuyến đường Kha Vạn Cân, hàng chục cảnh sát cơ động đứng canh giữ, phong tỏa khu vực ngoài trụ sở công ty Alibaba, cấm không cho bất kỳ ai không có nhiệm vụ bước vào bên trong trụ sở. Phía trong trụ sở, lực lượng chức năng cũng không cho bất kỳ nhân viên nào của công ty đi ra ngoài, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, hợp đồng. Đến 23 giờ 30 phút, an ninh thắt chặt nên người dân không được đi qua khu vực này. Tuy nhiên, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập gần trụ sở công ty này để theo dõi vụ việc. Trong số này có cả những nạn nhân của Alibaba. Dạ, là em đầu tư vào đó là 2 lô. Dạ, em không biết đất ở đâu mà nghĩ là đất ở Bình Thuận. Từng nguyên một tuần đấy là em đều đi tới công ty Alibaba hết. Là em đi leo ngồi đường, xong rồi em vẫn nhìn vô công ty. Mà trong hồ em còn vẫn chạy vào công ty là em thấy nó cũng vẫn bình thường và ổn định, mà tôi sự việc là xảy ra tới ngày hôm nay thì còn mà lấy lợi nhuận nữa mà em chỉ lấy lại gốc thôi. Mua đi thì trong 3 tháng sau nếu có sổ, nói ra sổ, tách sổ thì mình nghĩ là những cái đất khác thì họ cũng vậy thôi, có miếng đất lớn thì thời gian mua thì họ tách ra được thôi. Nhưng mà cái này họ, anh thấy nó kéo dài mà thấy cái quy mô nó lớn quá này kia nè, mình thấy chắc không tới. Thì mình thấy nó nguy hiểm thì mình cũng lên nói là thôi lấy lại. Rồi lấy lại thì người ta có cái hứa hẹn nó hấp dẫn hơn. Thì ai cũng vậy thôi, đầu tư thì mình muốn lời này kia nào. Đến 2 giờ, việc khám xét hoàn tất, toàn bộ lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường. Trước đó, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở thành phố Hồ Chí Minh và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh
đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba và ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột ông Luyện để điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án, nhằm huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản lại cho người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lại vừa ban hành quyết định yêu cầu tạm dừng hoạt động trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nicolas tại số 458 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, thì giấy phép xây dựng được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bạch Đằng tại khu đất của trường Nicolas, hiện tại là văn phòng làm việc với quy mô một tầng hầm, 9 tầng nổi. Tuy nhiên sau đó công trình chỉ xây dựng một tầng hầm và 5 tầng nổi để trở thành trường Nicolas, tuyển sinh từ năm học 2018-2019. Chủ đầu tư của trường quốc tế Nicolas là Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Mert Havi Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kết luận trường học này hoạt động tại vị trí không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp. Do đó đề nghị phương án chấm dứt hoạt động của trường, đồng thời xây dựng phương án di dời học sinh, giáo viên hoặc xây cơ sở mới đúng quy hoạch, quy chuẩn hiện hành trong tháng 9-2019. Sau khi sự việc được công bố vào ngày hôm nay 19 tháng 9, dư luận Đà Nẵng đang đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhiều ban ngành khi ngôi trường này hoạt động gần 2 năm thì chính quyền mới phát hiện là công trình không đúng quy định. Trong khi trường Nicolas bị xây dựng trái phép thì tại một dự án giáo dục khác là làng Đại học Đà Nẵng, các bộ ngành của chính phủ, chính quyền thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tìm cách để giải quyết tình trạng dự án treo trong hơn 20 năm qua. Đáng nói là chính tại dự án này, chính quyền cấp địa phương trong vùng dự án thời gian qua lại buông lỏng quản lý, kéo theo vấn nạn xây dựng trái phép trong vùng dự án ngày càng phức tạp. Khu đất này chưa có bất kỳ một giấy tờ pháp lý nào. Đồng thời, đây cũng là khu vực nằm trong quy hoạch làng Đại học Đà Nẵng. Thế nhưng, thời gian qua, không hiểu bằng cách nào một căn nhà kiên cố như biệt thự đã được xây dựng hoàn thiện. Vụ việc được người dân phản ánh thì chính quyền địa phương mới thừa nhận đây là công trình xây dựng trái phép và đã được xử phạt 3 lần, yêu cầu tháo dỡ vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Nhưng đến nay, chủ nhà là ông Phan Đình Tín, một đại gia bất động sản, vẫn chưa thực hiện. Nói chung là ông làm đã phép tiền là đi trước mà lòn nước đi xa đó, con tiền là mình làm là cưỡng chế đó, là cưỡng bức là đập phá đó. Nếu một sáng này có ra lại là cái là cháu xin để lại dưới đất nữa thầu. Không chỉ các trường hợp riêng biệt tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, còn có cả xóm trái phép. Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trái phép theo nhiều kiểu khác nhau. Có nhà thì do người địa phương, có nhà thì do người từ nơi khác đến xây tạm. Giữa cái dân gốc và cái dân có nơi tới ở, theo con số gần như căn nhà. Rồi, ví dụ như bây giờ mình nốt xa ra là ví dụ như 300 hộ dân gốc thì ta đã cũng có 250 hộ, coi như là dân tứ xứ, gọi là dân ở Bắc Hồ Phố. Chỉ tính riêng phường Điện Ngọc, nơi có khoảng 190 hectare đất dành cho dự án làng Đại học Đà Nẵng, thì hầu như 13 khối phố của phường, chỗ nào cũng có dấu hiệu xây dựng trái phép. Năm 2010, có khoảng 400 đến 500 nhà, chính quyền cưỡng chế vài chục căn. Đến nay thì con số lên cả ngàn căn và chính quyền thừa nhận không cưỡng chế nổi. Lấy rồi, đó tất nhiên nó ít nhiều mà không muốn lấy chạc. Thì sau này đó rồi cũng ảnh hưởng đến cái việc giải tỏa đền bù chứ. Cũng thật tình ra mà nói như vậy, mà không giải tỏa đền bù, không hỗ trợ thì chưa chắc, không dễ gì mà họ thấu dỡ. Đó là dẫn đến một cái chế tài, mà cưỡng chế là cũng được cuối cùng. Sau hơn 20 năm bị treo, trong khi các bộ ngành trung ương đang tìm kiếm giải pháp tháo dỡ, thì với việc để xây dựng trái phép như hiện nay, việc khởi động dự án làng Đại học Đà Nẵng càng khó khăn hơn.
Dự kiến khai mạc vào ngày 4 tháng 10, ban tổ chức đang trong quá trình xem vở để thẩm định, chọn lọc. Nhưng liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư diễn ra tại Việt Nam đang nóng lên từng ngày. Có 25 vở sân khấu của chủ nhà Việt Nam tham dự, song ban tổ chức chỉ chọn 10 vở trên tinh thần đúng chất thử nghiệm. Một trong số những vở được coi là điển hình đại diện cho sân khấu Việt Nam tham dự sự kiện lần này chính là Huyền thoại Gò Rồng Ấp. Kịch bản Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ viết dựa trên những huyền tích dân gian về sự ra đời của Lý Công Uẩn, vị hoàng đế khai quốc của triều Lý, đạo diễn Thanh Ngoan và Triệu Trung Kiên. Huyền thoại Gò Rồng Ấp là một vở kịch lịch sử do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phóng tác dựa trên những huyền tích dân gian về sự ra đời của Lý Công Uẩn, vị hoàng đế khai quốc của triều Lý, người đã tạo dựng nên kinh đô Thăng Long ngàn năm rực rỡ. Huyền thoại Gò Rồng Ấp là vở kịch đề tài dân gian như một bức tranh mô phỏng xã hội Việt Nam thời kỳ đầu xuất hiện các triều đại phong kiến tập quyền độc lập. Thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu để nói với mọi người biết là Lý Công Uẩn ra đời như thế nào. Có khác với những cái câu chuyện kể, những cái truyền thuyết trong dân gian hay không? Thứ hai là cái vở này đề cao thì cái chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, cái chủ nghĩa nhân văn Việt Nam, cái tình mẫu tử và cái công ơn kinh thành của những người mẹ tập sinh ra, tất cả những cái ông vua vì Chúa thì đều từ các người mẹ Việt Nam sinh ra. Và như mẹ của Lý Công Uẩn thì đã hy sinh thân mình để có được đứa con. Không gian của vở diễn được xác định là nền văn minh châu thổ sông Hồng với những phong tục tập quán đặc sắc của người Việt cổ, cùng tín ngưỡng phồn thực, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo dân tộc. Vở diễn được xây dựng trên cơ sở kết hợp hai phương pháp sân khấu hiện thực và biểu hiện. Thủ pháp ước lệ không gian, thời gian của sân khấu tự sự phương Đông được đưa vào vở diễn với mức độ hợp lý để tạo nên một vũ trụ đậm chất huyền thoại, cổ tích. Vở diễn tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong cách dàn dựng, cũng như cách gửi gắm những thông điệp giàu giá trị nhân văn. Thường thì người ta nghĩ vào lịch sử là nó cứng, nó rất khó xem. Nhưng thực sự ra mà nói, khi tôi đọc kịch bản thì tôi lại thấy là anh Thế Kỷ anh lại viết rất là chuẩn và rất là nét. Bởi vì là nó mang nhiều cái màu sắc để cho người nghệ sĩ có thể tung hoành trên sân khấu được. Từ trẻ con lẫn người thanh niên, trung niên và người già đều rất là thích ngay cái buổi mà sơ duyệt đầu tiên. Thì tôi thấy rằng là nó khơi dậy một cái tính tự hào dân tộc rất lớn. Nó tạo nên được một cái sinh khí cho người Việt yêu tổ quốc mình hơn nhiều. Cho nên đấy là một cái động lực để cho tôi cố gắng làm thế nào cho người nghệ sĩ phải truyền tải hết đến khán giả. Với diễn Huyền thoại Gò Rồng Ấp đang tham dự liên hoan sân khấu Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc và sẽ tham gia liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra vào tháng 10 tới đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.